Rồi đến bài đọc ha, mình sẽ đọc câu hỏi ở dưới trước nè. Why isn't Cat Ba Island chosen in the itineraries of the majority of travelers coming to Vietnam? Tại sao các bà không được chọn trong cái hành trình của đa số khách du lịch đến Việt Nam? Thì mình coi đọc câu trả lời. Overshadow, too much trend, too far, not a good destination. Ở đây ngay câu đầu tiên mình đã thấy là being overshadowed by Hạ Long Bay to the north. Các bài island is often left out là bị bỏ ra of the itineraries of the majority. Ok, so mình nên là mình sẽ chọn câu A. Overshadowed. Đây. Rồi. Tiếp đến là câu 22. Các bài island is a wonderful place and suitable for gì đó, urban experience, urban life, many indoor. Indoor là thấy không hợp lý, là indoor là trong nhà nha, trong khi các bạn nó lại là một cái hòn đảo. Scientific research and exploration, ecotourism. Rồi mình sẽ lướt lên đây nha. The massive island of Cat Ba is a fantastic destination. Rồi là một nơi trốn rất là tuyệt vời cho ecotourism and adventure activities in the northern Vietnam. Ở đây mình thấy có câu đi nè, hay giống cái này. Rồi chọn câu đi luôn. Cat Ba National Park is home of 32 species of 32. Nên mình kiếm ở trên này có cái 32 nào. Ở đây nè, 32 type of mammals. Mammals là động vật có vú. Rồi câu C. Exquisite in the best closed meaning. Mình tìm cái đoạn này, nó đâu rồi? Exquisite. Ủa đâu ta? Đây, sấm tô đậm lên trời. Exquisite. Rồi đây, in addition, travelers can take a side visit to explore the exquisite Trung Trăng Cave or discover a traditional village of Việt Hải. Maybe closed meaning. Rồi ở đây ugly là xấu, mà tự nhiên xấu thì người ta đâu có kêu mình tới được đúng không? Plan tức là không có gì hết, plan tức là không có được, trống trơn, không có được add thêm, không có được thêm cái gì cả. Quiet là yên tĩnh, đây có G là beautiful, thì beautiful là người ta mới kêu mình tới đúng không? Mình chọn câu đi. Đó là cách mà mấy đứa sẽ kiểu như là nếu như đọc câu hỏi mà không có biết câu trả lời nào là chưa có chắc á, thì mình bắt đầu mình loại trừ dần dần ra. Tại vì đương nhiên mình sẽ không thể nào biết hết được tất cả những cái từ mà từ vựng ở trong cái đề thi được. Rồi câu 25 nha. Which of the following statement is not true about Cat Ba National Park according to the passage? Rồi Cat Ba National Park nha. Hiking and trekking require high level nè. Seven different ecosystems. One of the most ecologically diverse national park set up in 1986. Lúc nào cũng bị liệu qua tiếng Việt. Rồi nó bị nó Cat Ba National Park thành lập năm 1986. Most ecologically diverse nè, mình cũng thấy đó luôn. Là nó là câu C rồi nha. Seven different ecosystem. Rồi mình kiếm ecosystem. Đây. Vậy thì sao? Rồi tiếp mình nói nè. There are several different hiking and trekking routes through rough. Rồi these routes are also categorized according to different type of trekking, so travelers don't have to be worried if they don't have a high level of physical. Đây, mà ở đây nó nói là hiking và trekking ở công viên quốc gia Cát Bà thì yêu cầu một cái trình độ cao về fitness, là giống như kiểu gì ta, thể lực hả? Nên là mình phải chọn câu A, tại vì câu này nó sai, not true.